Duyên. Ôi chú. Tại gì đây? Quay lại, quay lại. Thằng này thằng này. Hả? Tại gì? Đâu vậy? Thôi phải không? Tại gì? Hả? Từ từ quay ra đi. Bên hồng nhé. Bên hồng là cái gì bắt túy nhỉ? Đây là thằng mỏng, thằng. Bên đó quái nhỉ? Quái mua nhỉ? Đúng không? Đưa đi. Thế đâu yên đi. Mấy cái này lấy quái. Anh lấy quái. Không. Quái bên đó. Không biết là anh đi rồi. Anh đi đâu? Quái tao ơi. Bác đó đi. Để thôi. Bác đâu em lên xe chung mà anh mà. Tụi em đi, tụi em đi. Cái đi tụi em đi. Ở đây. Đi đây. Cầm bố mày đi. Đi mày. Thế gì? Đậu đậu mới đậu đậu. Đậu không? Nghe đậu rồi. Đậu cũng đậu đi, đậu cũng đậu ăn rồi. Đậu rồi. Tao đi ra đây này. Đây. Của đang bố này đang đậu đậu mày phải đang đang không? Không rồi. Đứa con giá tìm kiếm kiểm tra rồi cái đúng đúng các thùng đó đang sáu thì là tìm kiếm mua mua đi rồi mua kiểm tra xe luôn đấy. Ừ, mấy chỗ xe kiểm tra cái sáu cái trước luôn đấy. Anh ngồi trước đúng không? Bên kia em chắc cái này đấy. Anh ngồi trước đúng không? Sao không ngồi trước? Anh ngồi trước đó. 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 Anh dạ, em đắp này dịch mẹ đi xe mấy đứa của Mỹ ngoài người không ủ mới ra về chân Mỹ nha lại là người ngồi đâu đúng không.